Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động thể thao được phát sóng trên kênh truyền hình Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong buổi tập thứ 2 của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 diễn ra vào chiều qua, tiền vệ Phạm Đức Huy không thể tập luyện cùng các đồng đội do bị đau mắt. Cụ thể, theo các bác sĩ của đội tuyển, Đức Huy bị xuất huyết dưới kết mạc do rụi mắt và sẽ hồi phục trong 2-3 ngày tới. Vấn đề này sẽ không ảnh hưởng gì nhiều tới khả năng vận động và thị lực của Đức Huy. Theo kế hoạch cho chiến dịch AFF Cup 2018, từ nay đến ngày 16 tháng 10 trước ngày lên đường sang Hàn Quốc tập huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ duy trì lịch một buổi tập một ngày. Được biết các cầu thủ Lục Xuân Hưng, Nguyễn Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, FLC Thanh Hóa, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh, BKM Bình Dương, Phạm Đức Huy, Hà Nội FC, Đinh Viết Tú, Nam Định FC sẽ hoàn thành nhiệm vụ tại câu lạc bộ thi đấu ở chung kết Cúp Quốc gia và Playoff V-League, sau đó mới hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Tin vui đến với cổ động viên xứ Nghệ khi hiện tại một tập đoàn giàu tiềm lực và các bên liên quan ở Nghệ An đang tiến hành đàm phán liên quan đến việc tập đoàn này sẽ tài trợ cho bóng đá Nghệ An kể từ mùa giải 2019. Quá trình đàm phán đang diễn ra tốt đẹp. Đối tác đang đàm phán với Sông Lam Nghệ An có mong muốn đầu tư vào bóng đá Nghệ An. Khi biết tin cuối năm nay, Ngân hàng Bắc Á sẽ hết hạn hợp đồng và đối tác này sẽ không tiếp tục gói tài trợ 30 tỷ đồng một năm dành cho bóng đá xứ Nghệ. Việc đàm phán xoay quanh việc tập đoàn sẽ mua hẳn cả đội 1 lẫn hệ thống đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An hay chỉ tiếp quản lại từ Ngân hàng Bắc Á với gói tài trợ khoảng 30-40 tỷ đồng một năm. Được biết, Ngân hàng Bắc Á vẫn xem xét trở thành nhà đồng tài trợ cho đội bóng quê hương với gói khoảng 5 tỷ đồng một năm. Ngoài Nghệ An, được biết đối tác của Sông Lam Nghệ An cũng đang đàm phán để đầu tư vào bóng đá Hà Tĩnh với hình thức cũng tương tự như tại Nghệ An. Chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế. Anh và Croatia là hai đội tuyển thi đấu rất thành công tại World Cup vừa qua và họ có dịp gặp lại nhau trong trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Nations League diễn ra vào tối qua. 3 tháng sau cuộc chạm trán tại bán kết World Cup 2018, Anh và Croatia tái ngộ ở Nations League với quyết tâm trả món nợ thua trên đất Nga. Anh triển khai tấn công uy hiếp khung thành đối thủ ngay từ đầu trận. Trận này, huấn luyện viên Gareth Southgate tung ra bộ ba tấn công Sterling, Harry Kane và Rashford. Tuy nhiên, các chân sút của Tam Sư đều vô duyên trước khung thành Croatia. Harry Kane bị sáng ngang từ chỗ bàn thắng, trong khi đó Rashford hai lần bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ngon ăn. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Trung vệ John Stones và tiền vệ Henderson của đội tuyển Anh sẽ ngồi ngoài trong trận gặp Tây Ban Nha ở lượt về Nations League diễn ra vào ngày 16 tháng 10 tới. Henderson đã phải nhận thẻ vàng ngay ở phút thứ 6 sau tình huống kéo ngã tiền vệ Ivan Rakitic khi đội chủ nhà đang cố gắng thực hiện một pha phản công. Sang hiệp 2, lại là Rakitic khiến cho một cầu thủ khác của đội tuyển Anh phải nhận thẻ. Lần này là trung vệ John Stones với tình huống phạm lỗi với ngôi sao đang khoác áo Barcelona. Ở trận đấu giữa Bỉ và Thụy Sĩ, phải đến khi bước sang hiệp 2, đội chủ nhà mới khai thông được thế bế tắc ở phút thứ 54 bằng một pha phối hợp đặc sắc. Người lập công cho đội tuyển Bỉ là tiền đạo Lukaku. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra ở phút 76 trong một cơ hội hiếm hoi có được từ tình huống cố định. Thụy Sĩ đã tận dụng cực tốt để ghi bàn gỡ hòa. Nhưng một lần nữa, Lukaku lại tỏa sáng sau pha bật tường trung lộ đẹp mắt với Mertens và đem về chiến thắng cho đội tuyển Bỉ. Với chiến thắng này, đội tuyển Bỉ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng 2 League A với 6 điểm tuyệt đối. Đêm qua cũng diễn ra loạt trận giao hữu quốc tế. Đáng chú ý là trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Brazil khi Seleção có chuyến làm khách tại Ả Rập Xê Út. Ở hiệp 1 phải chờ đến phút thứ 43 thì Brazil mới tìm được bàn khai thông thế bế tắc. Jesus là người ghi bàn ở pha thoát xuống đối mặt và dứt điểm qua người thủ môn đối phương gọn gàng. Kịch bản hiệp 2 không khác nhiều hiệp 1. Các cầu thủ Brazil tạo ra nhiều cơ hội nhưng khả năng tận dụng cơ hội lại không cao. Đến phút thứ 85, thủ thành Ai Arras nhận thẻ đỏ sau tình huống cố tình dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm. 10 phút sau, phút bù giờ thứ 6 của trận đấu, từ quả đá phạt góc của Neymar, Alexandro bật cao đánh đầu chéo góc ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil. Một sự chuẩn bị không đến nỗi nào cho cuộc thư hùng với đại kình địch Argentina. Nhờ thể hiện phong độ quá ấn tượng trong màu áo Chelsea, tiền vệ Eden Hazard đã vinh dự được bầu chọn là cầu thủ hay nhất ở giải Ngoại hạng Anh tháng 9. Để giành được giải thưởng trên, Hazard đã vượt qua 5 ứng cử viên khác bao gồm Willy Boy, Alexander Lacazette, James Maddison, Guy Fly, Sutherland và Raheem Sterling. Những người tham gia bỏ phiếu bầu chọn gồm các chuyên gia, cổ động viên cùng đội trưởng các đội bóng tham dự Premier League. Việc Hazard nhận được nhiều phiếu bầu nhất là điều rất dễ hiểu, bởi tháng vừa rồi anh nổ súng tới 5 lần chỉ trong 4 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Ngoài cú hat-trick vào lưới Cardiff City, những bàn thắng còn lại của Hazard được thực hiện khi Chelsea chạm trán với Bernabeu và Liverpool.
Ở hạng mục dành cho huấn luyện viên thuyền trưởng Juarez là Nuno Espirito Santo được bầu là nhà cầm quân xuất sắc nhất tháng 9. Huấn luyện viên Santo có được phần thưởng này là nhờ giúp Juarez duy trì được thành tích bất bại và kiếm được tới 10 trên 12 điểm tối đa trong tháng qua. Đáng chú ý, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Santo, Juarez đã lập kỷ lục giữ nguyên đội hình xuất phát trong suốt 8 vòng đấu đầu tiên tại Premier League 2018-2019. Trong khi đó, tiền đạo đang đá cho Liverpool, Daniel Sturridge, nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng với cú ra chân làm tung lưới Chelsea tại Stamford Bridge ngày 29 tháng 9. Sau khi nhận đường truyền của Serdar Shaqiri, cầu thủ 29 tuổi này bất ngờ tung cú đá chân trái cực mạnh và hiểm làm bó tay thủ môn đắt giá Kepa. Theo báo chí Pháp đưa tin, huyền thoại Arsenal Thierry Henry sắp sửa ký hợp đồng 3 năm để dẫn dắt Monaco, qua đó bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Ngày hôm qua, huấn luyện viên Leonardo Jardim và Monaco đã ngồi vào bàn đàm phán đi đến thống nhất chấm dứt hợp đồng. Vì hợp đồng của Jardim có hiệu lực đến tận năm 2020, nên số tiền đội bóng Trung Quốc phải bỏ ra để đền bù là 7 triệu euro. Cuộc chia ly này là hệ quả từ việc Monaco khởi đầu mùa giải mới một cách tệ hại với 10 trận liên tiếp không thắng và rơi xuống tận vị trí 18 trên bảng xếp hạng Ligue 1. Người sẽ tiếp quản vị trí của Jardim nhiều khả năng là Thierry Henry, cựu danh thủ Arsenal và đội tuyển Pháp. Theo tờ L'Équipe cho hay, Henry đã đồng ý đặt bút ký vào bản hợp đồng 3 năm với Monaco để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Henry không lạ lắm gì với Monaco bởi ông từng có thời gian 6 năm gắn bó với đội bóng Trung Quốc từ năm 1993 đến năm 1999. Ba trận gần đây vắng Umtiti vì chấn thương, Barca thủng lưới ở cả ba trận và chưa biết mùi chiến thắng. Tầm ảnh hưởng của trung vệ người Pháp ở hàng thủ đội bóng xứ Catalan là rất lớn. Vì thế, Newcam đang hoảng loạn trước khả năng Umtiti phải xa sân cỏ đến tận tháng 1 năm 2019 để phẫu thuật chấn thương. Theo tiết lộ mới nhất của báo Diario Sport, chấn thương mà cầu thủ 24 tuổi này dính phải đang diễn biến rất phức tạp. Cách đây ít ngày, Umtiti đang cảm thấy đau ở gối trái. Anh đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Theo gợi ý của các chuyên gia hàng đầu, trung vệ này nên được phẫu thuật để giải quyết dứt điểm chấn thương. Theo các chuyên gia y tế, nếu phải phẫu thuật, Umtiti sẽ phải xa sân cỏ khoảng 4 tháng. Có nghĩa là tuyển thủ Pháp chỉ có thể trở lại thi đấu cho Barca sớm nhất là vào tháng 1 năm sau. Đó chẳng khác gì là thảm họa đối với đội bóng xứ Catalan, bởi vì từ đầu mùa giải đến giờ, trong bối cảnh đàn anh Gerard Piqué đang sa sút phong độ, Umtiti nổi lên như là thủ lĩnh ở hàng thủ của đội bóng. Chuyển sang những thông tin về quần vợt, tấm vé vào bán kết Thượng Hải Master đã đưa Alexander Zverev trở thành tay vợt thứ 5 giành quyền đến London dự ATP Final vào tháng sau. Tài năng trẻ người Đức đã dễ dàng vượt qua tay vợt số 1 nước Anh, Kelly Edmund sau 2 set với cùng tỷ số là 6-4 để ghi tên mình vào bán kết giải Master đang diễn ra ở Thượng Hải tuần này. Chiến thắng đó cũng mang lại suất tham dự ATP Final mùa thứ 2 liên tiếp cho Alexander Zverev và đưa anh trở thành người thứ 5 lên tàu đến London sau Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer và De Potro. Hồi tháng 5, Zverev đã đánh dấu danh hiệu Master thứ 3 trong sự nghiệp ở Madrid, thắng Thiem ở chung kết, để trở thành tay vợt đầu tiên vô địch một giải đấu trên sân đất nện mà không bị bẻ một game giao bóng nào. Tại bán kết sắp tới, Alexander Zverev sẽ gặp Novak Djokovic. Trải qua 1 giờ 45 phút thi đấu tứ kết với tay vợt hạng 8 thế giới, Kevin Anderson, Novak Djokovic giành chiến thắng chung cuộc 7-6, 6-3 và giành vé vào bán kết. Ở cặp bán kết còn lại, Roger Federer sẽ gặp Borna Koric sau khi ngôi sao người Thụy Sĩ thắng Kei Nishikori với tỷ số 6-4, 7-6. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyển động thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.